Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo giá tiêu ngày 26 tháng 6 2021 được phát trên kênh Redkill Wired. Lời đầu tiên về bản tin dự báo giá tiêu ngày 26 tháng 6 2021, Redkill Wired muốn gửi cho các bạn cùng tham khảo một số tin tức đáng chú ý liên quan đến giá tiêu ngày hôm nay như sau. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết dự báo giá hạt tiêu trên toàn cầu sẽ tăng trong thời gian tới. Thuận lợi là do nguồn cung thiếu hụt, nhu cầu tiêu thụ tăng khi thị trường Mỹ, châu Âu và Ấn Độ đang thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội sau một giai đoạn khủng hoảng do đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, lượng hạt tiêu còn lại của nông dân không còn nhiều do đã đẩy mạnh bán ra từ trước đó và cũng đã hỗ trợ tích cực cho giá tiêu xuất khẩu. Theo báo cáo của Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế cho biết, về nguồn cung hạt tiêu trên toàn cầu đang hạn chế do diện tích giảm, năng suất thấp, yếu tố thời tiết không thuận lợi và kỹ năng bảo quản chưa tốt, cho nên giá hạt tiêu trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì mức tăng. Về giá thu mua hồ tiêu tại các vùng nguyên liệu Tây Nguyên và miền Nam ngày hôm nay, được thương nhân thu mua trong khoảng từ 72.500 đồng cho đến 75.500 đồng 1 kg. Theo như báo cáo của các tỉnh thành gửi lên ngày hôm nay cho biết, giá thu mua hạt tiêu tại Gia Lai ngày hôm nay ghi nhận ở mức 72.500 đồng 1 kg và cũng là tỉnh có giá thu mua hạt tiêu thấp nhất của cả nước hiện nay. Còn về tỉnh Đồng Nai, giá thu mua hạt tiêu ngày hôm nay được ghi nhận là 73.000 đồng 1 kg. Bên cạnh đó, Bình Phước đang ghi nhận với giá thu mua hiện nay là 74.500 đồng 1 kg. Tiếp đến là hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá thu mua hôm nay cùng giao dịch ở mức 73.500 đồng 1 kg. Còn về giá thu mua hạt tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu, ngày hôm nay đang giữ mốc giá 75.500 đồng 1 kg. Với mức giá này thì Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là tỉnh dẫn đầu giá thu mua hạt tiêu cao nhất của cả nước hiện nay. Nhìn chung về giá thu mua hồ tiêu trên cả nước ngày hôm nay đang giao dịch ở mức từ 72.500 đồng cho đến 75.500 đồng 1 kg. Cụ thể về bảng giá thu mua hồ tiêu trên toàn quốc ngày hôm nay như sau. Tại tỉnh Đắk Lắk ghi nhận ở mức 73.500 đồng 1 kg. Còn về tỉnh Gia Lai, hôm nay bán với mức giá 72.500 đồng 1 kg. Đối với tỉnh Đắk Nông, hôm nay giao dịch ở mức 73.500 đồng 1 kg. Còn với Bà Rịa Vũng Tàu đang nắm mốc giá 75.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bình Phước, hôm nay giao dịch ở mức 74.500 đồng 1 kg. Và cuối cùng là tỉnh Đồng Nai, hôm nay neo tại mức 73.000 đồng 1 kg. Redkill Wired xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin dự báo giá tiêu ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, các bạn hãy bấm nút đăng ký để nhận được thông báo cập nhật giá tiêu mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe và bình an. Mến chào, tạm biệt.